Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu bình sữa nho nhỏ như thế này. Đây, ở đây là phần đáy bình, phần trên của bình nè, cũng như là phần thân mình có chia ml. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g, sợi len dày tầm khoảng 1.75mm ha. Kim móc thì mình sử dụng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4 nè. Hoặc là đối với những bạn nào mà không có cái mẫu kim này thì có thể dùng cho mình những cái loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút ha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và kim khâu len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân trước. Thì đối với mẫu bình này mình sẽ bắt đầu móc từ cái phần đỉnh trước ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn nè, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó từ đây móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn ta vừa tạo này 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau thì nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ở đây mình sẽ không kết vòng ha, ta được cái vòng tròn thứ nhất như thế này. Thì ở cái vòng tròn thứ hai ta sẽ bắt đầu từ cái mũi này ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên nè. Thì ta sẽ bắt đầu cái vòng thứ hai ở đây ha. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn liên tiếp với nhau vào cùng một chân móc. Đây là chân đầu tiên nè. Móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn. 1 và 2. Thì đây sẽ là điểm bắt đầu cho cái vòng móc thứ hai ha. Chân móc kế tiếp là chân móc thứ hai thì móc một mũi móc đơn nè. Chân móc thứ ba của cái vòng tròn này ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ tư của cái vòng tròn này móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ năm ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân. Và chân thứ sáu là chân móc cuối cùng của vòng móc này, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn ha. Móc vào đây một mũi móc đơn nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai của mình nó sẽ tạo ra được 9 mũi móc nha. Khi đã kết thúc được cái vòng móc thứ hai rồi thì cái chân móc kế tiếp ta sẽ bắt đầu ở cái vòng móc thứ ba. Thì cái chân kế tiếp của vòng móc thứ ba này các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn nha. Đây, ta sẽ bắt đầu móc vòng móc thứ ba nè. Chân đầu tiên của cái vòng móc này móc một mũi móc đơn. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn ha. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn nè. Chân móc thứ ba của vòng móc này cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ tư một mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc một mũi móc đơn. Tương tự cho chân thứ sáu một mũi móc đơn. Chân móc thứ bảy một mũi móc đơn. Chân thứ tám một mũi móc đơn. Chân móc thứ chín cũng tương tự một mũi móc đơn. Thì như vậy lúc này vòng móc thứ ba của mình sẽ dừng lại ở 9 mũi móc nha. Đây, ta sẽ có cái độ sâu như thế này. Thì để tiếp tục cái vòng móc thứ tư các bạn cũng tương tự móc như vòng móc thứ ba, tức là ta sẽ có 9 chân móc và mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây là chân đầu tiên nè, một mũi móc đơn. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Tiếp tục mũi móc đơn thứ năm ở chân móc thứ năm. Móc đơn thứ sáu cho chân móc thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám.
Và móc đơn thứ 9. Ta hoàn tất được vòng móc thứ 4. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một vòng móc nữa. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ 5 với 9 mũi móc nè. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Tiếp tục móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Móc đơn thứ 8. Và cuối cùng móc đơn thứ 9 cho cái vòng móc thứ 5 này. Lúc này cái phần núm của mình nó sẽ có một cái độ sâu nhất định như thế này rồi ha. Và cái vòng móc thứ 5 của mình kết thúc ở 9 chân móc nè. Ta sẽ có 9 chân móc cho cái vòng móc thứ 5 này. Thì để tiếp tục vòng móc thứ 6, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên này nè, một mũi móc đơn. Chân thứ 2 của vòng móc này sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Thì chân móc thứ 3 ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc ha. 1 và 2. Như vậy là ta đã tăng được một mũi ở vòng móc thứ 6 nè. Tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân thứ 4 một mũi móc đơn nè. Chân thứ 5 một mũi móc đơn. Thì chân thứ 6 sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Móc đơn thứ nhất. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Ta tăng thêm được một mũi cho vòng móc thứ 6 nè. Còn ba chân móc cuối cùng của cái vòng móc này thì hai chân đầu tiên mỗi chân cũng là một mũi móc đơn. Chân thứ 7 một mũi móc đơn nè. Chân thứ 8 móc một mũi móc đơn. Thì chân móc thứ 9 là chân móc cuối cùng của vòng móc này cũng móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Để ta tăng thêm một mũi ở vòng móc này. 1 nè. Và 2. Như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng móc thứ 6 và ta sẽ tạo ra được 12 chân móc cho cái vòng móc này. Thì vòng móc thứ 7 các bạn sẽ chia cho mình như sau ha. Chân móc đầu tiên của vòng móc thứ 7 móc vào đó một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được một mũi nè. Tiếp tục chân móc thứ 3 một mũi móc đơn. Thì chân móc thứ 4 sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân. Ta tăng thêm được một mũi ha. Tương tự nè, hai chân kế tiếp thì chân đầu tiên một mũi móc đơn là chân thứ 5 nha. Chân thứ 6 sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân. Tương tự chân thứ 7 một mũi móc đơn. Thì chân thứ 8 hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ 9 một mũi móc đơn. Chân thứ 10 hai mũi móc đơn cùng chân. Chân 11 một mũi móc đơn. Chân 12 và là chân móc cuối cùng của cái vòng móc này, móc vào đó hai mũi móc đơn. Như vậy là ta vừa hoàn tất được vòng móc thứ 7 ha và sẽ tạo ra được 18 chân móc cho cái vòng móc này. Và để tiếp tục cho cái phần núm của bình sữa nó được to ra thì cái vòng móc thứ 8 các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau ha. Tức là mỗi vòng mình sẽ tăng lên được 6 mũi và cái vòng móc thứ 8 này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau nè. Hai chân đầu tiên của vòng móc này, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi nè. Chân thứ 2 một mũi. Thì chân móc thứ 3 sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân nha. Ta được cụm thứ nhất nè. 2 mũi móc đơn mỗi chân, tiếp tục là 2 mũi móc đơn cùng chân ha.
chân móc kế tiếp một mũi móc đơn, chân móc thứ năm một mũi móc đơn, thì chân thứ sáu sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Ta được cụm móc thứ hai nè. Tiếp tục cụm móc thứ ba, hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân. Đây, ta được một cụm kế tiếp. Hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân. Ta được cụm thứ tư nè. Hai mũi mỗi chân. Tiếp tục là hai mũi cùng chân. Ta có được cụm thứ năm hả? Tiếp tục hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân. Là chân móc cuối cùng của vòng móc này luôn ha. Ta sẽ hoàn tất được cụm thứ sáu. Và cũng hoàn tất được vòng móc thứ 8 nha. Để tiếp tục vòng móc thứ 9 thì các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Nó sẽ tăng hơn cái số mũi móc của cái vòng móc thứ 8 một mũi. Tức là ta sẽ có 3 chân móc liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ nhất nè. Tiếp tục chân móc thứ hai. Chân thứ ba cũng một mũi móc đơn. Thì chân móc thứ tư của cái vòng móc này móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân. Ta được cụm đầu tiên ha, có 5 mũi nè, 3 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình 6 lần liên tiếp đối với cái cụm này ha. 3 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn, sau đó chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Ta có được cụm thứ hai nè. Tiếp tục móc cụm thứ ba, 3 mũi mỗi chân. 1 2 và 3, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Đây ta hoàn tất được cụm thứ ba ha. Làm tương tự cho mình 6 cụm liên tiếp ha. Tiếp tục cụm thứ tư nè. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân. Cụm thứ năm. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân. Cụm thứ sáu, 3 mũi mỗi chân. Và chân móc cuối cùng của vòng móc này móc hai mũi móc đơn. Như vậy là vòng thứ 9 của mình sẽ hoàn tất và nó sẽ tạo cho cái phần nấm của mình có cái độ xòe ra nè. Đây. Thì đối với một số bạn nếu muốn móc cho cái size to hơn thì các bạn sẽ tăng cho mình cái khoảng cách giữa các cái mũi cùng chân ha. Ở đây mình có 3 mũi rồi nè. Nếu các bạn muốn tăng size nữa thì các bạn sẽ gây cho mình thêm 4 mũi, sau đó là 2 mũi cùng chân, rồi tiếp tục là 5 mũi hoặc là 6 mũi, tùy vào cái size mà các bạn mong muốn ha. Cứ tăng đều cho mình ở cái khoảng cách này. Thì ở đây mình sẽ dừng lại ở cái cụm 5 mũi như thế này ha. Để tiếp tục vòng móc thứ 10 á, các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở mỗi chân móc ta sẽ có hai cái đường móc như thế này ha, mỗi chân có hai cái đường móc như thế này, thì cái vòng móc thứ 10 này các bạn sẽ móc cho mình vào chân ở bên trong như thế này ha. Thì chân đầu tiên nè, các bạn cũng móc cho mình vào cái chân đầu tiên này nè, nó cũng có hai cái đường móc thì ta cũng móc vào cái chân ở bên trong nha, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân kế bên cũng tương tự nè, một mũi móc đơn cho chân ở bên trong. Chân kế bên cũng vậy ha, một mũi móc đơn vào chân bên trong. Từ đây sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nha. Cuối hàng sẽ là cái điểm này nè. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và tất cả các mũi móc đều móc vào chân ở bên trong nha.
Sau khi đã móc đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng của vòng móc này kết thúc, nó sẽ thẳng hàng với chân kế bên của chân ta bắt đầu móc cái hàng móc này nè. Đây, đây là cái chân móc cuối cùng của vòng móc ha. Thì chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc bắt đầu cho vòng móc tiếp theo ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc đó, cũng móc vào cái chân bên trong nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là cái chân móc ta vừa móc ở đây nó sẽ bắt đầu cho cái vòng móc kế tiếp ha. Chân móc thứ hai của vòng móc kế tiếp các bạn sẽ không móc vào cái chân móc bên trong nữa mà ta sẽ móc luôn vào chân móc nha. Đây, móc luôn vào chân móc như thế này một mũi móc đơn nè. Tương tự chân kế bên cũng vậy ha. Một mũi móc đơn vào luôn chân móc. Chân thứ tư cũng vậy nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng nha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Đến cuối vòng sẽ là cái điểm mà ta bắt đầu ở đây nè. Sau đó sẽ móc thêm cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 hoặc là 4 cái hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ móc xoắn ốc ha. Các bạn cứ móc xoắn ốc như vậy cho mình tầm khoảng 2 cho đến 4 hàng móc nữa. Ở đây mình đã lên được tổng cộng là 4 hàng móc đều nhau. Mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Thì bây giờ mình sẽ thay màu để tạo điểm G cho cái phần núm ha, cái phần nắp của núm á. Mình sẽ thay màu. Mũi móc đầu tiên của cái vòng móc phần G này nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta kết thúc của mỗi vòng móc ha. Vào cái điểm G mà ta móc mỗi chân là một mũi móc đơn ở cái chân bên trong á. Thì đây sẽ là cái chân đầu tiên ha. Cái chân đầu tiên là cái chân nó có hai cái đường móc này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên cũng như là chân thứ hai của cái mũi móc ở bên ngoài mà ta chừa ra ban đầu á ha. Đây sẽ là mũi móc đầu tiên nha. Đâm vào hai chân song song như thế này, sau đó kéo cái sợi len qua hai chân móc này. Đây, ta sẽ kéo qua hai chân móc. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Đây sẽ là cái điểm móc đầu tiên ha. Tiếp tục di chuyển kim đến chân kế tiếp nè, là cái chân móc thừa ở bên ngoài nè. Móc vào đó một mũi móc đơn nha. Khi móc cũng giấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Chân kế bên cũng vậy, một mũi móc đơn. Đây, móc vào đây một mũi móc đơn nè. Giấu luôn sợi len thừa nha. Tương tự cho chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa này nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào cái chân bên ngoài là cái chân thừa mà mình để ra ban đầu á. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng nha. Sau khi đã móc đến cuối vòng cái phần thân mà ta thay màu ở đây rồi thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này nè. Đây sẽ là cái chân đầu tiên của vòng móc ha. Móc vào đó cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó gây nên một xích. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên của cái phần nắp. Ở hàng móc thứ hai của cái hàng móc này nè. Tiếp tục các bạn cũng dựa vào cho mình ở cái chân móc bên trong của vòng móc nha. Đây, tức là mỗi chân nó sẽ có hai cái đường móc như thế này nè. Thì tất cả các cái mũi móc các bạn đều đâm kim cho mình vào chân ở bên trong để móc. Chân đầu tiên cũng tương tự nè, đâm kim vào chân bên trong để móc một mũi móc đơn vào đó ha. Đâm cho mình vào chân bên trong nha. Móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng tương tự, một mũi móc đơn vào chân bên trong. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn vào chân bên trong luôn hả? Sau đó sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc
và đều đâm kim vào chân bên trong để móc. Khi đã móc đến cuối hàng móc rồi thì tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây sẽ là chân móc đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi dời. Sau đó lên một xích. Đây thì hai hàng móc này nó sẽ giúp mình tạo được cái điểm G cho cái phần nắp của núm ha. Từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, và lần này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc nha, không đâm vào cái chân bên trong nữa. Chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời nè, một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng vậy ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa. Và kết thúc mỗi hàng móc ta đều đâm kim vào cái chân đầu tiên và móc một mũi dời ha. Móc thêm cho mình tầm 2 đến 3 hàng móc nữa. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 3 hàng móc, tính từ cái hàng móc mà ta móc vào cái mũi bên trong ha. Thì móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Sau đó kéo len. Thì lúc này ở giữa hai màu nó sẽ có một cái khoảng trống như thế này. Đây, một cái khoảng hở như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nối cái khoảng hở này lại để cho cái phần này nó được khít hơn ha. Ở đây mình có 3 hàng móc của cái phần thân nè, không tính cái hàng đầu tiên nha. Mình có 3 hàng móc. Thì ở cái phần thân bên trong của cái phần thân bình nè, các bạn cũng đếm lên cho mình 3 hàng móc và ta sẽ nối vào cái chân móc thứ 3 này ha. Hàng móc thứ 3 này nè, hàng móc thứ 4 của phần ngoài, tính luôn cái hàng móc đầu tiên á. Thì hàng móc thứ 4 sẽ nối vào cái hàng móc thứ 3 của thân bên trong nha. Lúc này cái mũi móc của mình nó đang nằm ở bên ngoài nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ bên trong ra bên ngoài vào cái hàng móc thứ 3 của cái phần thân bên trong nè. Đây, hàng móc thứ 3 nha. Đây là chân đầu tiên nè. Thẳng hàng với cái chân móc này sẽ là chân móc kế tiếp của cái chân móc kế bên mà ta vừa móc mũi dời nha. Đây, đây là chân ta móc mũi dời nè. Thì cái chân móc kế bên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân kế bên này nha. Bên trong là hàng thứ 3 nè, bên ngoài là hàng thứ 4 nè. Đây, vào chân kế bên như thế này, sau đó kéo cho mình cái nút nè, đâm từ bên trong ra bên ngoài ha. Kéo cái phần nút này ra phía sau. Từ đây các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len này dài, có cái độ dài vừa đủ để mình viền lại cái phần viền này ha. Kéo cho mình một độ dài vừa đủ thôi. Sau đó tiếp tục để viền lại được cái phần viền này á, ta đâm kim vào cái chân kế tiếp. Không phải là cái chân mà ta vừa lôi ha. Đây cái chân kế tiếp này nè. Và cái chân móc kế tiếp của cái phần thân bên trong á. Nắm cho mình cái sợi len mà mình không kéo được ha. Đây là sợi len không kéo được nè. Còn đây là sợi kéo được. Nắm cho mình sợi len không kéo được nha. Sau đó móc cái sợi len này qua cái chân móc. Đây, ta sẽ bắt đầu viền lại ở cái điểm này nha. Tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân kế bên của cái phần thân màu nâu nè. Và chân kế tiếp của phần thân màu trắng ở bên trong. Hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi dời. Tương tự ha, hai chân song song kế bên nè. Móc vào một mũi dời. Hai chân kế tiếp song song, móc vào một mũi dời. Đây, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì cái phần viền này nó sẽ được khít hơn nè ha. Thì sau khi đã viền lại được cho đến cuối hàng móc nè, thì ở đây cái điểm mà ta lôi cái sợi len ra phía sau á, các bạn cũng đâm kim cho mình vào hai chân móc song song đó và cũng móc một mũi dời ha.
Và chân kế tiếp cũng là cái chân mà ta bắt đầu móc mũi dời nè, cũng móc vào một mũi dời luôn. Kết thúc vòng thì kéo len, kéo dài sợi len ra nha. Và tiến hành cắt len. Kéo cái sợi len thừa ra nè. Kéo luôn cái sợi len đầu tiên ra nha. Lúc này len thừa của mình nó đang nằm ở bên ngoài nè. Thì để kết thúc cái mũi này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ta móc kết thúc cái mũi dời này á. Cũng đâm từ bên trong ra bên ngoài nè. Vào chân ta kết thúc nha và kéo sợi len ra chân móc ở phía sau ha. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được phần nắp bình như thế này. Sau đó từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái phần thân màu trắng này ha. Cứ móc xoắn ốc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao của cái phần thân bình mà các bạn mong muốn. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và sẽ móc xoắn ốc cho đến khi đạt được chiều dài nhất định ha. Sau khi mình đã móc lên được thêm nhiều hàng móc cho cái phần bình của mình nó có cái phần thân dài như thế này thì để kết thúc cái vòng móc này nè. Đây là điểm kết thúc ha, nó sẽ thẳng hàng với cái mũi mà ta bắt đầu móc của cái phần thân này nè. Đây, đây là bắt đầu móc của mỗi vòng ha, nó sẽ thẳng hàng. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên để móc cho mình một mũi dời. Sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Lưu ý ở đây các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này khâu cái phần đáy vào nha. Cắt cho mình một đoạn len dài nè. Khi đã hoàn tất được cái phần thân bình rồi, các bạn sẽ dùng gòn để nhồi cho mình vào bên trong của phần thân bình nè. Khi nhồi thì lưu ý nhồi cho mình cái phần gòn này vào cái phần núm cho chắc chắn để cái phần núm của mình nó không có bị móp méo ha. Các bạn sẽ nhồi kỹ vào bên trong cái phần núm này nè, đồng thời nhồi vào bên trong cái phần thân luôn nha. Bây giờ mình sẽ móc phần đáy. Đối với phần đáy thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu. Khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp thì nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Ta hoàn tất được vòng móc đầu tiên nè. Và ở phần đáy mình cũng không kết mũi cho mỗi vòng ha. Từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vòng móc thứ hai. Ở vòng móc thứ hai, móc vào chân đầu tiên của cái vòng móc thứ nhất này nè. Móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Đây là chân đầu tiên ha, móc vào 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ hai của cái vòng móc này cũng móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân ha. Ta sẽ còn lại 5 mũi móc nè. Thì các bạn sẽ móc lần lượt cho mình 5 mũi còn lại, mỗi chân sẽ có 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ hai 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ ba cũng 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tương tự chân thứ tư 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu là chân móc cuối cùng của vòng móc, cũng 2 mũi móc đơn ha. Như vậy là ta vừa hoàn tất được vòng móc thứ hai và sẽ tạo ra được 12 chân móc cho cái vòng móc tiếp theo. Thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ quay lại cho mình đến cái vòng móc thứ bảy của cái phần núm á, tức là cũng móc cho mình theo công thức như sau nè. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc ha.
ta được cụm thứ nhất nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình tương tự cái cụm này, móc cho đến hết vòng thì ta sẽ được 6 cụm liên tiếp cho cái vòng này ha. Chân kế bên một mũi móc đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc, nó cũng tương tự như vòng thứ 7 của cái phần núm nha. Được cụm thứ hai nè, tiếp tục cụm móc thứ ba, hai mũi móc đơn cùng chân nè, ta được cụm thứ ba, cụm móc thứ tư một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân, cụm thứ tư nè, tiếp tục một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng chân, được cụm thứ năm ha, một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân, ta được cụm thứ sáu nè. Và như vậy là mình hoàn tất được vòng móc thứ ba của cái phần đáy. Tiếp tục cho vòng móc thứ tư, nó sẽ tương tự như vòng thứ 8 của phần núm. Ta sẽ móc theo công thức hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân nha. Hai chân liên tiếp nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn nè. Thì chân thứ ba của vòng móc này sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân. Đây, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân ha. Ta được cụm thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình, cho các chân móc còn lại ha. Thì mình sẽ có được 6 cụm liên tiếp với nhau cho cái vòng móc thứ tư này ở phần đáy. Đây, ta sẽ móc cái cụm như thế này. Hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cái cụm này cho đến khi ta được 6 cụm liên tiếp với nhau nha. Hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục cụm kế tiếp nè. Hai chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế bên là hai mũi móc đơn cùng chân. Ta được cụm thứ tư ha. Tiếp tục cụm thứ năm, hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân, được cụm thứ năm nè. Ta tương tự cụm thứ sáu, cụm cuối cùng, hai mũi móc đơn mỗi chân, chân cuối cùng sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Ta hoàn tất được vòng móc thứ tư ha. Vòng móc thứ 5 các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vòng thứ 10 của cái phần núm á. Tức là ta sẽ có xen kẽ 3 chân móc mỗi chân, sau đó là hai chân móc cùng chân. Móc cho mình 6 cụm. Nó sẽ tương tự như cái vòng móc mà ta thêm cuối cùng của cái phần núm này nè. Đây, ta sẽ có 3 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân ha. Đây, cuối cùng nè, hàng móc thêm cuối cùng nha. 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó là hai mũi cùng chân xen kẽ. Hoặc là đối với những bạn mà tăng cái phần núm á thì các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần độ rộng của cái phần đáy túi này nó bằng với độ rộng của cái phần núm ha. Đây, ở đây mình dừng lại ở cụm 3 mũi mỗi chân. Chân thứ hai nè, chân thứ ba, sau đó chân thứ tư sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Tiếp tục cụm thứ hai, 3 mũi mỗi chân, mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba, chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc, ta được cụm thứ hai nè. Các bạn sẽ móc cho mình 6 cụm liên tiếp với nhau nha. Tiếp tục móc cụm thứ ba, hai mũi cùng chân nè. Đây, được cụm thứ ba, cụm móc thứ tư, 3 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân, cụm kế tiếp 3 mũi mỗi chân,
sau đó là hai mũi cùng chân. Tiếp tục cụm cuối cùng ha. 3 mũi mỗi chân. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó tiếp tục là hai mũi cùng chân. Ta hoàn tất được vòng móc thứ 5 của phần đáy túi và lúc này tổng cộng số mũi móc của vòng móc thứ 5 nó sẽ bằng với tổng số mũi móc của cái phần thân ở cái phần thân bình á. Đây, thì để kết thúc cái vòng móc này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân kế tiếp của cái vòng móc kế bên nè. Đây, móc cho mình vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần đáy của bình nha. Các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở cái phần trái, mặt trái của phần đáy nè. Ta sẽ giấu vào trong các cái mũi móc như thế này. Bây giờ mình sẽ nối cái phần đáy này vào trong cái phần thân của bình nha. Các bạn sẽ dùng kim khâu xỏ cho mình cái sợi len thừa mà mình chừa ra ở cái phần bình á. Sau đó mình sẽ tiến hành nối phần đáy nè. Điểm đầu tiên mà ta nối của cái phần đáy chính là cái điểm mà ta kết thúc của cái phần đáy luôn nha. Và cái điểm đầu tiên mà ta nối ở phần bình cũng là điểm kết thúc của phần bình nè. Đưa phần đáy vào trong thân bình. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên là chân ta đâm kim mũi dời á của cái phần đáy. Đồng thời đâm kim song song vào cái chân ta móc mũi dời của cái phần thân bình nè. Đâm kim từ dưới phần đáy lên phần thân nha. Hai chân móc song song và kéo len. Sau đó mình tiếp tục nè, đâm kim từ dưới lên từ cái phần đáy lên cái phần thân bình. Vào chân móc kế bên của phần đáy cũng như là chân kế bên của phần thân bình nè. Hai chân song song với nhau nha. Kéo lên. Siết cho mình sợi len lại nha. Sau đó sẽ khâu tương tự cho các chân móc còn lại, các bạn sẽ khâu cho đến cuối vòng ha. Đâm kim từ phần đáy lên phần thân bình. Đâm kim song song vào hai chân móc ha. Sau đó kéo len nè. Siết sợi len. Tương tự, hai chân kế bên của cái phần đáy nè, cũng như là phần thân bình nè. Kéo len. Và sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng nha. Khâu tương tự cho đến hết vòng. Thì đây sẽ là cái điểm khâu cuối cùng nha. Sau khi đã khâu lại toàn bộ cái phần đáy vào trong phần thân bình rồi thì điểm cuối cùng nè, các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây. Sau đó đối với sợi len thừa này sẽ đâm kim vào cái chân móc ta tạo guốc và đâm kim ngược lại vào một chân móc bất kỳ của phần thân bình ha, để ta có thể giấu được sợi len vào trong. Cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một cái thân bình sữa như thế này ha. Và để cho cái thân bình sữa nó có điểm nhấn á, thì bây giờ mình sẽ tạo họa tiết ml ở bên trong của phần thân bình. Ta sẽ tạo họa tiết ml ở đây. Các bạn sẽ sử dụng cho mình màu len tương tự như phần nắp của núm á. Cắt cho mình một đoạn len nè. Sau đó sẽ xỏ vào kim khâu ha. Ở một đầu còn lại thì tạo cho mình một guốc. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ ha. Từ cái phần thân bình nè, bên trong một chân móc bất kỳ ở phía bên. Kéo mạnh cho cái phần guốc này nó nằm ở bên trong thì nó sẽ giúp mình cố định được cái sợi dây ha.
Để tạo được cái họa tiết ml bên trong nè, các bạn sẽ tạo cho mình xen kẽ các cái chiều dài gồm 3 chân móc xen kẽ với một chân móc. Thì ở đây mình sẽ đếm ra 3 chân móc và đâm kim vào chân thứ ba nè. 1 nè. Đây là 1 nè. 2 và 3 nè ha, đâm kim vào chân thứ ba, sau đó đâm kim lên bên trên cái chân thẳng hàng với chân đầu tiên mà mình đâm kim á. Kéo lên. Khi đã tạo ra được một vạch có 3 chân móc rồi thì chân kế tiếp, cái vạch kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình là một chân móc thôi nha. Đây, đếm qua chân móc ta sẽ có một chân móc, sau đó đâm kim lên chân thẳng hàng với cái chân đầu tiên nè. Nó sẽ có khoảng cách là hai hàng móc nha. Đây. Kéo len. Các bạn sẽ khâu xen kẽ cho mình ha. Một mũi rồi thì tiếp tục xen kẽ 3 mũi nè. Và lên hàng móc tiếp theo sẽ là khoảng cách hai hàng móc nha. Tiếp tục là một chân móc. Lên hai hàng móc nè. Sau đó là 3 chân móc. Lên hai hàng móc. Tiếp tục là một chân móc. Thì để kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình luồn lại ở phía dưới nè. Sau đó mình sẽ tạo một đường thẳng cho cái phần ml này nha. Đâm kim nè. Xuống cái hàng móc bên dưới nè. Tiếp tục đưa lên trên. Đâm kim xuống hàng móc bên dưới. Lên trên. Đâm vào hàng phía dưới. Lên trên. Đâm vào hàng phía dưới. Và điểm kết thúc sẽ là cái chân móc này ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình sau đó luồn ra phía sau luôn nè. Và ta sẽ tiến hành cắt len ở phía sau ha. Các bạn cũng có thể tạo một guốc cho cái đường móc của mình được chắc chắn hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu bình sữa như thế này. Thì đối với mẫu này các bạn có thể tăng size để cho bé chụp hình hoặc là móc size nhỏ cho bé chơi cũng được ha. Chúc các bạn thành công!